Phần 48 Thằng Minh ngày xa em đầy tội lỗi. Tôi buộc phải dừng công việc lại để tiếp hai vị khách khá quen thuộc ghé quán. Chị Thủy dù lớn tuổi nhưng vẫn sắc sảo, xinh đẹp không thua bất cứ cô gái tuổi đôi mươi nào. Hôm nay có cả nhỏ Ngân đi chung với chị nữa. Chọn một góc khuất ít khách tôi đặt hai ly sinh tố xuống rồi ngồi đối diện. Em với Hân cặp bồ rồi sao? Em định làm gì vậy? Chị biết rồi hả? Ừ chị biết rồi, hân mới khoe với chị hồi nãy là chị chạy qua kiếm em liền nè. tôi từ từ uống một ngụm nước rồi cười khẽ chị yên tâm em biết mình đang làm gì mà cứ bình tĩnh em có thể nói cho chị biết không có gì chị cũng giúp được mà tôi im lặng đưa mắt nhìn nhỏ ngân rồi nhìn qua chị thủy tay vốt vốt lấy mắt mình một hồi lâu tôi gật đầu được rồi em có chuyện này cần chị giúp định nhờ người khác nhưng thôi chắc càng ít người biết càng tốt Ừm, chị có thể giúp em tìm một cô gái gọi xinh xinh được không? Em nghĩ chị làm trong môi trường đó chắc cũng quen biết ai đó có thể giúp được. Chị biết, chuyện này dễ chị sẽ nhờ Mimi mà tự nhiên kiếm gái gọi làm gì. Tôi ngả người ra ghế, ánh mắt vô định nhìn vào ly trà trước mặt. Hân là cô gái đặc biệt. Em nghĩ mình hiểu cô ấy, càng dứt khoát Hân càng quyết ở lại chị à, Hân sống cảm tính lắm, yêu ghét rõ ràng có lẽ em phải thay đổi mình, làm bản thân trở nên thật tồi tệ, làm cô ấy thất vọng về mình. Chắc chắn Hân sẽ rời xa em. Bắt đầu cũng là lúc kết thúc chị à, chuyện gì cũng phải từ từ thay đổi dần sẽ tốt cho Hân hơn. Chị hiểu không? Chị Thủy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi mím môi. Chị hiểu rồi. Vậy thì thiệt thòi cho em quá. Có cách nào khác không? Làm vậy cả Hân và em sẽ đau khổ lắm. Em biết. Với em đau hay không không quan trọng còn hân đau một lần rồi thôi tương lai của hân vẫn quan trọng nhất em biết mình làm vậy là ích kỷ không công bằng với hân em cũng không mong ai hiểu em hết sao cũng được hân sẽ không suy sụp vì chuyện tình cảm đâu trái lại hân sẽ càng học tốt trưởng thành làm việc tốt hơn thất vọng tức giận thậm chí là hận sẽ làm hân cảm thấy xa em là xứng đáng như vậy cô ấy càng có thêm động lực mà quên em chị à hai đứa này đứa nào cũng ngu ngốc cứng đầu hết chị thì vẫn hỏng muốn em làm như vậy thấy kỳ kỳ sau đó ừm nhưng em muốn em biết cách này tồi tệ ngu ngốc thậm chí là rất trẻ con nhưng nó hợp với cá tính của hân sẽ thành công thôi em hợp với vai này lắm hồi nhỏ em đóng kịch vai phản diện hoài chứ gì he he tôi bật cười như cố xô tan không khí căng thẳng trong bàn chị thủy có vẻ vẫn còn ngại tôi nháy mắt được rồi em đã quyết rồi chỉ cần tương lai của hân tốt Em chịu một chút tiếng xấu cũng xứng đáng, con trai mà lo gì. Thôi hai người ngồi chơi, em đi làm tiếp đây. Chị nhờ Mimi giúp rồi báo em biết nha. Tôi đứng dậy dặn nhỏ phục vụ gần đó tính tiền nước cho tôi rồi quay đi làm việc mất công ngồi nói một hồi đổi ý nữa thì phiền. Hai cô gái ngồi chơi thêm một chút rồi đi về, tôi cũng không suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Tuy nhiên điều tôi không dự tính được chính là có một người khác tham gia vào chuyện này. Tan làm, vừa ra khỏi cổng anh bảo vệ nói có người đang chờ tôi bên kia đường. Nhìn sang, nhỏ Ngân đang đứng vẫy vẫy. "Ủa sao em không về chờ anh chi?" "Đi chơi đi anh." "Giờ này đi đâu nữa?" "Đi đi, em có chuyện muốn nói." "Ừ ừ, mà chị Thủy đâu?" "Em đưa chị Thủy về mới quay lại nè. Anh gửi xe đi với em cho tiện." "Ừ. Tôi chở nhỏ Ngân đi ăn khuya sau đó quay trở lại ngã tư kiếm một quán cà phê cóc khuya ngồi nói chuyện. Cũng lâu không có đi chơi với nhỏ, nãy giờ nhỏ ngồi nghe tôi với chị Thủy nói chuyện chắc cũng suy nghĩ nhiều đây mà. Anh tính làm vậy thiệt hả? Ừ, biết nhiều cách hỏng làm đi chọn cái cách cùi bắp vô cùng. Hi hi. Chà lâu rồi mới nghe từ cùi bắp đó nha. Coi vậy chứ hiệu quả lắm nha em, nhất là đối với tình của Hân. của bộ em cũng biết chuyện này hả? em và nhà hân có một mối quan hệ rất mật thiết ghê dùng từ chuyên môn quá ha hi hi chứ sao sao mật thiết bí mật vậy cũng nói rồi nãy la có chuyện nói với anh là chuyện này hả nhỏ kéo ghế ngồi gần hơn với tôi anh nè chuyện hồi nãy anh nói anh cho em tham gia với nha hả tham gia gì nữa thì giúp anh và hân đó ở, bộ em có biết ai là gái gọi hả? Vậy kiếm dùm anh đi. Nhỏ chấp chấp mắt tỉnh bơ. Em có biết ai đâu, nhưng em sẽ làm gái gọi của anh chịu không? Nghe xong muốn té ghế với nhỏ, phun hết cả nước trà đang ngậm trong miệng ra. Phụt, ạc, à, em nói cái gì? Em sẽ đóng vai thay cho gái gọi anh tính kiếm, ok không? Dẫn chơi hoài em, tự nhiên đòi làm gái gọi, bộ em là? uýnh anh chết giờ nhìn em có thiếu tiền tới nỗi đi làm nghề đó không ai biết được có khi sở thích khác người sao em giết anh tại chỗ luôn giờ mệt nha em nghiêm túc đó anh dẫn hoài đi tôi thôi cười làm mặt bình thường trở lại trong đầu tôi vẫn nghĩ nhỏ chỉ nói cho vui thôi em sẽ tham gia với anh thôi anh không đồng ý đâu hay ho gì chuyện này mà em đòi tham gia vào sao anh làm được em hồng làm được anh là con trai em là con gái còn danh dự nhân phẩm em nữa chi nói gì nghe thấy ghê ghê thiệt bộ được rồi em nói coi tại sao em đòi tham gia em thấy kế hoạch của anh hồng ổn tự nhiên lòi đâu ra một con nhỏ gái gọi lạ hoắc chắc gì hân hồng nghi ngờ anh cố ý chỉ có một cách là phải gần gũi lâu dài nửa kín nửa lộ cho hân tôi biết từ từ mới được với lại anh nghĩ coi nó mà phát hiện bồ mình lén lút với bạn thân mình thì sao bảo đảm tôi thất vọng bỏ anh liền vậy mới thấm anh kiếm con nhỏ lạ hoắc khác cùng lắm nó đi với anh được một hai bữa anh đại gia hà có tiền mướn nó đi chung hoài ha tôi gật gù ờ cũng có lý ghê thiệt tính như phim toàn dùng từ chuyên môn không mệt anh quá em hỏng có giỡn đâu anh tưng tưởng hoài nha hích ừ anh biết rồi giờ anh không dẫn nữa, anh nói nè. Em đòi làm vậy là không được, anh con trai có gì cũng chịu được, em là con gái tự nhiên để mang tiếng xấu sao được, rồi em là bạn hân, mất bạn, chưa kể mọi người khác sẽ chửi em, xa lánh em. Anh biết hết hậu quả mà anh vẫn làm. Hồng chơi phân biệt đối xử trai gái nha. Em muốn làm, em có lý do riêng. Miễn con hân nó chịu đi du học, làm gì em cũng làm hết, còn nữa tại em thấy anh làm vậy cũng hay hay nói em khùng cũng được hi hi em muốn đóng vai ác với anh lãng mạn như phim luôn dành nữa hay ho gì chuyện này mà em thích không biết kệ em nói rồi đó em sẽ tham gia anh hỏng cho em nói hết với con hân cho anh coi hích gì mà đe dọa luôn nè. vậy mới vừa với cái người cứng đầu như anh thì hỏng thì gì hết coi như quyết định xong em sẽ nói chuyện với chị thủy vậy đi tôi hết biết nói gì chỉ có thể lắc đầu ngao ngán ở đâu ra thêm một cô nàng kỳ lạ và mức độ điên cũng không thua gì tôi rắc rối nữa rồi đây có khi phải suy nghĩ kiếm cách khác mới được để vậy không ổn chút nào nhưng lao đã phóng ra rồi làm sao thu lại thôi thì cứ nhắm mắt mà theo đến cùng tới đâu hay tới đó dù sao mục đích vẫn phải làm hân rời xa tôi hân có quyền được lựa chọn nhưng tôi đã ích kỷ quyết định thay cho nhỏ bao giờ tôi cũng luôn tồi tệ một cách đáng ghét như vậy mà từ đầu tôi sợ nhỏ bên cạnh một lúc nào đó không thể kiềm chế được mình tôi sẽ không thể vững lòng chờ thi nay càng có thêm lý do rất nặng để tôi quyết để hân rời xa sài gòn lại không thể bình yên bởi vì tự tôi tạo nên sóng gió tự tôi làm tổn thương những người bên cạnh mọi thứ cứ như một bộ phim mà tôi đang cố tỏ ra mình là nhân vật tồi tệ nhất Chị Thủy và chị hai nhỏ không nói thêm gì nữa, ngồi chơi thêm được một chút thì tính tiền rồi rời khỏi quán, còn tôi vẫn muốn ngồi lại đó, nhấm nháp ly cà phê đắng ngét của riêng mình. Một người nữa sắp xa tôi, theo cách mà tôi muốn. Dù biết rằng như vậy là ích kỷ, nhưng thà ích kỷ mà hân quên được tôi thì vẫn tốt, ít nhất tôi nghĩ vậy. Từ nhỏ khi tham gia đội văn nghệ nơi tôi sống, vẫn luôn thích giành các vai phản diện, độc ác trong các vở kịch thầy cô phụ trách giàn dựng, chẳng qua lớn lên rồi thì tự diễn vai diễn chính mình đạo diễn đó thôi thời gian gần đây cũng không có mấy người bạn liên lạc rủ tôi đi chơi phần lớn họ đã xem tôi là thẳng khốn nhất mà họ biết tôi cứ ngồi suy nghĩ linh tinh cho mãi đến trưa bụng đói cồn cào mới xách xe mò qua nhà chị kiếm ăn cứ mệt mỏi buồn chán y như rằng tôi lại tìm qua chị như bản năng chỉ ở đó tôi mới không phải đeo chiếc mặt nạ đáng ghét này mới đó thêm một tuần nữa sắp qua ngày mai theo tôi biết chính là ngày nhỏ hân bay tôi không làm gì cả, vẫn im lặng đi học làm việc bình thường như bao ngày. Có chăng nụ cười và gương mặt tôi là không thay đổi cho dù đó là bạn bè hay khách nói chuyện với tôi, một vẻ lầm lì, bất cần đến chính tôi cũng thấy đáng sợ. Đôi khi con người ta sắp mất đi một điều gì đó quen thuộc, sẽ hoang mang và tiếc nuối. Tôi cũng vậy, chỉ là cố giữ trong lòng, chỉ là gắng cho đến khi mọi thứ trọn vẹn, vỡ hòa ngay lúc này chỉ khiến phá hỏng tất cả tan làm tôi chạy xe qua nhà nhỏ dừng lại ở một góc phía con hẻm đối diện đưa ánh mắt nhìn sang như tìm kiếm một chút gì đó quen thuộc nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn bên trong có lẽ chị hai nhỏ đang chuẩn bị nhưng việc cuối cùng để nhỏ bay hôm thứ tư chính tôi là người chở chị của nhỏ đi lấy một số thứ lặt vặt của người quen bên này gửi theo hành lý tự nhiên cửa mở bóng người quen thuộc đi ra là hân nhỏ đứng khoanh tay trước ngực dựa lưng vào cửa ngọn đèn đường không đủ sáng để tôi nhìn thấy rõ ánh mắt nhỏ đang nhìn gì chỉ biết dáng người đó chính là nhỏ thôi hân bước ra sân mở cổng nhà rồi bước ra đi vòng vòng trước cổng chẳng biết em đang làm gì tôi không dám đoán rồi đột nhiên nhỏ cầm điện thoại lên vài dây túi quần tôi chợt sáng đèn rung rung tôi đứng nép sâu vào phía bên trong hẻm sau gốc cây nhìn vào màn hình điện thoại là hân gọi phải mất nhiều hồi chuông tôi mới quyết định bắt máy, phía bên kia là cả một sự im lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng tivi phát ra từ nhà nhỏ. Anh? Ừ, anh nghe nè. Đang làm gì? Anh chuẩn bị ngủ. Sao ngủ sớm vậy? Ừ, em sắp đi xa, anh có biết chưa? Ừ, anh biết rồi. Anh không thèm kiếm gặp em luôn sao? Mặt mũi nào gặp em nữa? Tôi mỉm cười nhẹ, vì chuyện đó ừ là chuyện đó em muốn một lời giải thích giải thích làm gì anh làm sai anh vẫn hồng chịu giải thích hả vì anh sai nên anh không có gì giải thích anh thực sự anh lạnh lùng với em đến vậy sao minh anh xin lỗi có quá muộn không anh chỉ cần anh gặp em giải thích mọi chuyện em có thể tha thứ cho anh mà Em hiểu sai ý anh rồi. Anh xin lỗi là vì anh làm em buồn, còn việc anh làm với Ngân, anh nghĩ mình không có gì sai với bản thân mình cả. Tới giờ anh vẫn như vậy sao Minh? Anh ngay từ đầu anh coi em là gì hả? Chỉ là một trong số những mối tình của anh. Nghe nè, sau cái ngày anh biết sự thật về thi, anh đã không còn là Minh của ngày trước nữa em à. Anh không có hứng thú với chuyện tình cảm yêu thương thực sự nữa. Tất cả với anh chỉ là một trò chơi, em, Ngân và vài cô gái nữa ai cũng không giữ được anh cho riêng mình con người anh chắc em hiểu rõ đa tình mới là bản chất của anh vì vậy nếu em muốn ở bên cạnh anh hay chấp nhận những chuyện tương tự như lần em bắt gặp anh và ngân ngủ cùng nhau nếu em không chấp nhận bản chất con người anh có lẽ em nên rời xa anh là tốt nhất em thấy đó không em không có thi anh vẫn không cô đơn giây phút nào anh dễ dàng tìm được không chỉ một mà là nhiều cô gái bên cạnh có lẽ thì cô ấy đã chọn nhầm người để chơi trò chơi tình cảm giờ thì anh sẽ cho em và cả cô ấy biết thực sự ai mới là người chơi trò đó giỏi hơn anh thay đổi tới vậy sao minh anh làm em cảm thấy sợ con người của anh bây giờ lắm anh biết không anh tàn nhẫn và độc ác lắm ngân nó hỏng có liên quan gì tới chuyện này anh kéo nó vô làm gì anh không kéo ai hết tự cô ấy đến với anh thôi vậy còn em anh nói sao về em em là cô gái tốt em xứng đáng có được một người yêu thương em trọn vẹn hơn còn anh anh không thể ngồi yên với một người em à có thể lúc đầu anh đã như vậy với thi nhưng con người đó không phải là anh em không có lỗi gì với sự thay đổi của anh cả bản chất của anh là vậy cái sai duy nhất của em đó là người đến sau em đến với anh đúng vào thời điểm anh không còn hứng thú với chuyện yêu một ai toàn tâm toàn ý nữa anh quá đáng lắm giờ em mới biết anh hỏng nói thì thôi anh mà nói rồi toàn những lời làm đau người khác anh thực sự muốn em rời xa anh đến như vậy sao? Anh không muốn ai rời xa anh hết, nhưng anh càng không hứng thú với việc giữ ai bên mình. Đến thì anh đón, đi thì anh chào. Đơn giản và dễ hiểu. Anh muốn em xa anh chứ gì? Được rồi, em sẽ đi khuất mắt cho anh vừa lòng. Anh thật đáng sợ, giờ em mới nhận ra thì nó rời xa anh là may mắn. Ừ, hãy nhớ những gì anh làm với em ngày hôm nay nếu em hồng thể tiếp tục yêu anh thì em sẽ tiếp tục hận anh chỉ có như vậy em mới hồng bao giờ quên thời gian sai lầm này của mình em không cần phải làm vậy anh không bận tâm đến việc em hận hay yêu anh à nếu em đổi ý anh sẽ cố gắng cắt đứt những mối quan hệ khác nếu em trở lại anh hồng cần phải khổ sở vì em như vậy minh à em sợ con người anh lắm rồi ừ tùy em tôi mỉm cười trong điện thoại Ngày mai em hỏng còn ở đây, dù sao cũng từng bên nhau. Anh có muốn tới tiễn em đi không? Yên tâm em sẽ hỏng làm gì anh đâu. Anh nghĩ mình không thích hợp với cảnh chia tay chia chân này đâu. Hỏng tới thiệt sao? Để anh suy nghĩ lại. Thôi em nên ngủ sớm lấy sức mai đi. Ngủ ngon nhé. Anh. Tôi tắt điện thoại, đây là lần đầu tiên tôi chủ động cúp điện thoại trước một ai đó quan trọng đối với tôi phía bên kia tôi nhìn thấy em ôm mặt ngồi xuống đường điện thoại em vẫn còn sáng màn hình rơi xuống chân tôi quăng luôn cái điện thoại của mình xuống đất bằng tất cả sức mạnh có được rồi dựa lưng vào tường tôi mở mắt ra khẽ quay mặt nhìn về phía hân em vẫn ngồi đó tôi cảm nhận được em đang khóc muốn đi qua đó ôm lấy em mà xin lỗi lắm nhưng tôi không thể làm như vậy chỉ biết chôn chân ở đây mà nhìn rồi cũng có người giải thoát cho cả hai chị nhỏ đi ra ngồi xuống kế bên ôm lấy nhỏ sau đó một chút thì hai người dìu nhau vào nhà cánh cổng sắt đóng lại tôi mới dám đứng ra đường nhìn theo hai tay cho vào túi quần nắm chặt mọi chuyện có lẽ sắp kết thúc thật rồi tôi mỉm cười quay lưng dẫn xe ra để máy bật sáng đèn chiếu vào hẻm những mảnh vỡ điện thoại văng tứ tung phía trước mất khá lâu tôi mới nhặt lại được chiếc sim điện thoại nhét đại vào túi rồi trở lại xe chạy sang nhà chị đến nhà tôi đi thẳng lên phòng vừa nhìn thấy mặt tôi chị đã nhún vai mỉm cười tỏ ra đã hiểu có chuyện gì đó vừa xảy ra với tôi tôi mỉm cười kéo chị lại móc trong túi ra những phần còn lại của chiếc điện thoại còn dư điện thoại nào không cho nhóc mượn xài đỡ còn để chị lấy cho nhóc khùng hết sức luôn à chị đi xuống nhà một chút rồi quay trở lên xòe tay đưa cho tôi một chiếc điện thoại màu đen dán chi chít những ngôi sao màu hồng Nè nhóc xài đỡ đi, điện thoại cũ của tên phong đó. Ừ, cũng may tôi luôn lưu số trên sim nên chỉ cần lắp vào là có đủ số điện thoại. Tôi dò số của chị Thủy. Alo chị nghe nè. Mai mấy giờ hân bay chị? 11 giờ bay, khoảng 9 giờ có mặt để làm thủ tục đó em. Dạ, em biết rồi. Ủa mai em sẽ ra tiễn nó hả? Chị đừng nói với hân em hỏi giờ nha. Ừ, nhớ đó thôi chị ngủ đi mai đưa hân đi xong chị điện thoại em biết mình đi cà phê chơi ok minh tôi tắt điện thoại đưa trở lại cho chị cất rồi nằm dài ra sofa nhắm mắt ngủ một lúc sau chị đi lại ngồi xuống nền ngả đầu lên tay tôi mai bé hân đi rồi hả nhóc ừ nhóc sẽ ra tiễn chứ nhóc không biết nữa tôi ngả đầu hít lấy hương thơm từ mái tóc của chị xoa nhẹ lên vai nhóc thay đổi rất nhiều với cô ấy. Nhóc đã làm chuyện rất tệ, rất tàn nhẫn với Hân. Chắc cô ấy đau nhiều lắm chị à. Chị ngẩn mặt nhìn sâu vào mắt tôi, tay vuốt nhẹ lên mặt tôi. Chị biết, chị còn biết bé Hân đau một thì nhóc của chị đau mười. Hi hi còn một người khác còn đau tới một trăm. Tôi giật mình, rồi tôi cúi xuống mỉm cười nhìn chị. Vậy cho nhóc xin lỗi người khác nha, Sắp kết thúc, chị cười nhẹ xoay lưng lại kéo tay tôi làm gối ngả đầu vào nhắm mắt. Tôi thở phì một cái, căn phòng lại im lặng đến nao lòng, tôi mỉm cười chìm vào giấc ngủ, ngày mai có ai đó lại xa. Nửa đêm thức dậy, miệng khô khóc loay hoay làm quen với bóng tối để tìm nước uống, không ở đâu xa, ly nước nằm ngay trên bàn trước mặt. Tôi mỉm cười, chắc là chị rót sẵn để trên bàn cho tôi đây, uống nước xong tôi mới lắc đầu đứng dậy ấm chị lên giường đắp mền chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một tí rồi cầm ly nước kéo ghế ra sát ban công ngồi bên ngoài khung tường bằng kính không có trăng càng không có ngôi sao nào trên nền trời chỉ có ánh đèn phía ngoài cổng là nguồn ánh sáng duy nhất bốn giờ sáng có một thằng nhóc ngồi đó chờ trời sáng tâm trạng nôn nao cứ như sợ muộn giờ đi xa vậy ánh nắng chiếu vào phòng tôi lại giật mình thức giấc lần này có thêm chiếc mền đắp trùm lên ngực tôi uể oải đứng dậy vươn vai người cứng đơ ra vì không quen ngủ ngồi trên ghế giật mình xem lại đồng hồ, tự dưng thở vào vì mới 7 giờ sáng. Nhìn xuống bên dưới nhà, chị đang cầm kéo đi vòng vòng khu vườn nhỏ của mình, trên tay còn lại là vài cành hoa đỏ đỏ, hồng hồng. Vệ sinh cá nhân xong xuôi tôi đi xuống nhà, thím ba nhìn thấy tôi tươi cười chào hỏi rồi kêu tôi ra vườn chơi chờ thím làm đồ ăn sáng. Chị cắt hoa xong, giờ đang ngồi trên ghế cắm hoa vào bình, không biết cắm kiểu gì mà cứ có bao nhiêu hoa dồn hết vào, cắm vậy tôi cũng cắm được nói gì chị. Chị dậy lâu chưa? Dậy cả tiếng rồi nhóc khùng. Ừ. Sáng nay sao? Nhóc tính làm gì? Chưa biết. Làm gì mà hỏng biết? Ngóc. Ừ. Tôi mỉm cười ngồi kế bên dựa lưng vào ghế ngắm nhìn khu vườn nhỏ, thực sự cũng không biết nên làm gì cho hết buổi sáng này. Thím ba mang đồ ăn sáng ra cho hai đứa, là món ăn kiểu Tây nhưng không đứa nào rảnh mà dùng tới nghĩa, cầm và rồi cắn ăn cho nhanh gọn nếu hồng biết làm gì thì sao hồng làm theo ý mình muốn cố tỏ ra bất cần làm gì nếu biết mình hồng làm được có những chuyện mình muốn làm thì cứ làm dù sao một lần còn hơn mãi mãi hồng còn gặp được nữa trước mặt chị hồng cần nhóc phải tỏ ra lạnh lùng bất cần đâu nhóc là ai chị biết mà chị mỉm cười vừa ăn vừa nói tôi im lặng không trả lời chị cầm một miếng thịt bên đĩa tôi cho vào miệng mình chị hồng muốn sau này nhóc sẽ phải hối hận đâu hi hi, hi. Chị đứng dậy kéo tay tôi. Đi đâu? Thì đi ra sân bay. Nhưng, đi, đây là lệnh. Nhưng mà chưa ăn xong. Chẳng nói chẳng rằng chị kéo tôi chạy vào gara bắt tôi để xe ra. Sau lưng là tiếng thím ba vọng theo khi thấy hai đứa chưa ăn xong đã vội vàng chạy xe khỏi nhà. Con đường qua sân bay hôm nay khá thuận tiện, không kẹt xe, càng ít bị dừng bởi đèn đỏ. Qua đến nơi tôi gửi xe sau đó dắt tay chị đi vào khu vực ga quốc tế hồng biết bé hân đứng ở cổng số mấy nhóc hen để chị coi coi chị kéo tay tôi đi lại bảng điện tử cái này tôi chịu thua nào giờ đâu có biết cha bảng điện a à, thấy rồi chị đoán bé hân sẽ đi chuyến đó nhưng hồng biết bé hân đang ở đâu nữa nhóc điện thoại hỏi thử coi ừ ừ tôi cầm điện thoại nhắn một tin cho chị thủy để chắc ăn tôi nháy máy vài giây để chị biết mà đọc tin nhắn một lúc sau chị gọi lại alo em đang ở đâu minh Dạ đang đứng ở cột số 1. Chị ở đâu? Đang ngồi chơi ở cột số 8 nè. Em có lại đây không? Dạ được rồi. Chị cứ ở đó, đừng nói Hân biết em ra đây nha. Sao vậy? Vì em không muốn có sự cố gì đó vào phút cuối. Chị cũng biết tính của Hân mà. Em ở đây được rồi, chị cứ bình thường là được. Ừm, chị hiểu rồi. Hai đứa đứa nào cũng cứng đầu hết. Bó tay tụi em luôn. Tôi cúp máy quay qua kéo tay chị chen vào dòng người, đến cột số 6 tôi dừng lại từ từ đưa mắt tìm nhỏ, mất khá lâu đi vòng vòng phía ngoài để kiếm, tôi mới nhìn thấy nhỏ Hân cùng nhóm bạn của nhỏ đang đứng trò chuyện với nhau ở gần cột số 8. Tôi kéo chị chạy qua bên đường, tìm một góc thuận lợi có thể nhìn thấy nhỏ để đứng. Sao Nhóc Hồng qua đó? Thôi, như vậy là đủ rồi. Có thật Nhóc Hồng muốn nói chuyện với bé Hân nữa không? Ừ nhóc không có gì nói nữa đâu. Với lại đông đủ bạn bè nhỏ ở đó là được rồi, nhóc không nên phá hỏng không khí của họ. Vậy chị sẽ gọi bé Hân ra riêng cho nhóc nha. Được rồi nhóc biết chị lo cho nhóc. Nhưng nhóc đã nói để nhóc tự giải quyết chuyện này, chị đừng lo nha. Ừm, tại chị, khờ quá. Tôi mỉm cười vuốt nhẹ lên mặt chị rồi kéo chị ngồi bệt luôn xuống đường. Phía bên kia, giữa dòng người đưa tiễn nhau nhỏ hơn nổi bật lên bởi phong cách mặc đồ đặc biệt của nhỏ cả nhóm bạn nhỏ cũng vậy đa số đều có chiều cao tốt và đẹp chị thủy thì vừa nói chuyện vừa lén xoay xung quanh như tìm tôi có lẽ mãi không thấy tôi đâu chị mới đi ra một góc riêng gọi điện thoại cho tôi alo minh đang ở đâu em gần đây em thấy mọi người rồi ừm chị sợ em kiếm hỏng được đông quá em đang đứng chỗ nào đứng gần chị thôi chị đừng kiếm em nữa, có gì chút hân đi xong gặp nhau ngoài cột số một nha. Ok em. Tôi và chị cứ ngồi im như vậy nhìn nhỏ hân. Xung quanh, người ta đưa tiễn nhau bằng rất nhiều cảm xúc, có người cười, có người khóc, có người đứng im lặng nhìn về một phía xa xăm, có người lại chăm chú vào một việc gì đó để giết thời gian. Anh tính ngồi đây hổng gặp con hân lần cuối hả? Tôi giật mình quay qua, nhỏ Ngân đang đứng kế bên khoanh tay cùng nhìn về phía Hân. Ủa? Sao em biết anh ở đây? Chị Thủy nói. Em kiếm anh nãy giờ, tưởng có mình em đứng từ xa tiễn con hân thôi chớ. Hi hi. Em về Sài Gòn hồi nào? Tối qua. Ủa anh đi với bạn hả? Tôi mỉm cười kéo chị đứng dậy. À, đây là phương chị của anh, còn đây là Ngân, bạn của Hân. Hi Ngân, ủa sao em hỏng lại chơi với bé Hân? Nhỏ Ngân mỉm cười gỡ chiếc kính đen ra kẹp vào trước ngực. Em làm chuyện có lỗi với Hân, làm sao dám lại gần được chị? Sao vậy? Hi hi, em đóng vai ác với anh này nè. Nhỏ cười tươi chỉ tay vào tôi, chị tròn xoe mắt nhìn Ngân rồi chuyện qua nhìn tôi, không biết chị hiểu gì không nhưng tôi nghĩ chắc từ từ cũng phải kể với chị nghe thôi. Vậy Ngân cũng ngốc giống tên này hen. Hi hi, tạ. À. Cả ba người đều cười khẽ với suy nghĩ riêng sau câu nói của chị. Tôi im lặng tách ánh mắt của mình nhìn sang bên kia, nơi nhỏ hơn cũng dường như đưa mắt nhìn xung quanh tìm một điều gì đó ở nơi đông người này. Anh có hối hận không? Không em. Thì, đẩy một cô gái tốt như vậy đi xa mình mà hỏng hối hận sao? Không, anh lạnh lùng ghê. Không phải lạnh lùng đâu, tại hắn rất ngốc đó ngân. Hi hi. Chị lè lưỡi cốc nhẹ vào đầu tôi, nhỏ ngân cũng cười nhẹ, tôi xoa xoa đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía hân anh không có quyền hối hận ngân à chuyện này do anh làm anh muốn làm anh đã làm rồi thì anh cũng không được quyền hối hận nhưng em nghĩ có hơi quá đáng với con hân em thấy nó có quyền được chọn lựa nhưng em chị hai chị thủy nhất là anh đã hỏng cho nó được chọn em sợ nó sẽ hỏng hạnh phúc ừ hân có quyền chọn lựa nhưng anh cũng vậy có thể sau này hân sẽ hận anh hoặc không bao giờ hiểu cho anh nhưng anh vẫn vui vì làm điều này quan trọng nhất cô ấy đáng có cuộc sống tốt hơn, đồng ý là Hân có quyền chọn lựa riêng, nhưng cô ấy không nên vì ai đó mà từ bỏ ước mơ của mình. Cơ hội du học và công việc đó là ước mơ từ nhỏ của cô ấy, cho dù anh có tình cảm với Hân nhiều ra sao, anh cũng không cho phép mình phá hỏng ước mơ của Hân. Hít, anh đúng là hết thuốc chữa, cứng đầu số một luôn. Dù sao em vẫn thấy mình đã tiếp tay cho một việc sai. Ừ, sai mà cũng có người tiếp tay em cũng đâu có mềm đầu hơn anh hi hi em có lý do riêng mà thì anh cũng có lý do của anh không phải anh cao thượng gì chỉ là anh còn một lý do rất rất quan trọng để đẩy hân đi xa anh coi như anh em mình huề thôi không nói đến việc này nữa đã làm rồi còn cách vài chục phút nữa là trọn vẹn anh không muốn có sự cố xảy ra ở phút cuối này nhỏ cười đưa hai tay trụng vào nhau ra lắc đầu với chị tỏ ý bó tay với tôi chị cũng nghiêm mặt lắc đầu tỏ vẻ đồng tình không ai nói gì nữa nhường chỗ lại cho những ồn ào xung quanh thời gian nhẹ nhàng đi qua trước mắt đồng hồ điểm giờ hân phải vào chuẩn bị bay những cái ôm cuối cùng trước khi đi xa mọi thứ chợt nhòa trước mắt tôi im lặng cho hai tay vào túi từng bước từng bước đi đến một khoảng trống có thể nhìn nhỏ rõ nhất có thể thấy hân cũng đang xoay xoay nhiều hướng khác nhau để tìm tôi vội nét vào một chiếc taxi đang dừng trước mặt tôi đứng đó cho đến khi em quay lưng cầm túi đi vào trong mỗi bước đi của hân là một bước tôi tiến gần lại em như vô thức đến khi bóng em khuất dần phía sau cánh cổng cũng là lúc bạn bè em phát hiện ra sự có mặt của tôi thằng cờ hó mày tới đây làm gì mặt mày dày quá nhỉ tiếc lắm hả đều giả những người bạn của em tưởng chừng nhảy vào cho tôi một trận, tiếng họ chửi, tiếng họ mắng nhức, mỉa mai tôi làm nhiều người xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, soi mói. Không quan tâm, tôi hoàn toàn không quan tâm, đôi mắt tôi chỉ cố nhìn vào phía bên trong, nơi bóng dáng một người làm tôi đau đang dần xa mờ giữa dòng hành khách đang nhích từng bước. Thêm một người xa, thêm một người vì thằng tôi mà đau. Chỉ mong thời gian sẽ nhanh chóng xóa nhòa ký ức trong nhỏ, chẳng mong nhỏ tha thứ cho tôi, chỉ muốn nhỏ sẽ sống tốt hơn mà thôi tiếng máy bay gầm rú phía xa tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không biết chiếc máy bay ấy có hân trên đó không đôi khi chỉ là sự tượng trưng của việc em thực sự rời xa khỏi tôi con đường phía trước em sẽ đi hy vọng bình an và may mắn sài gòn ngột ngạt cái nắng chưa xô bồ nhưng dường như bình lặng với tôi bởi tôi bất cần hay bởi tôi không quan tâm đến những ồn ào xung quanh xin lỗi em vì tôi không là người em mơ xin lỗi em vì tôi đã làm em đau xin lỗi em vì tôi đã dối em thật nhiều vẫn biết yêu là sẽ đau khổ trong lòng vì tôi cũng đã xin lỗi em tách cà phê màu trắng lấm lem và cả màu son môi của chị nữa trước mặt có hai người lạ khác mà chị vẫn hồn nhiên đưa ly cà phê của tôi lên miệng xoay xoay vòng chị thủy và nhỏ ngân nhìn thấy đều tròn mắt tuy nhiên chủ đề chính không phải món cà phê son môi của chị mà là hân người giờ này chắc đã yên vị ở một hàng ghế nào đó phía trên bầu trời có thể là chiếc máy bay vừa lao qua hay một chiếc khác ai mà biết được không có bất ngờ nào càng không có chuyện nhỏ bỗng xuất hiện trước mặt tôi bỏ dở chuyến bay như trong những bộ phim nhỏ thực sự đã rời khỏi tôi đi con đường riêng ước mơ và cả tương lai riêng em sao rồi minh sao là sao chị buồn hông một chút thấy hai đứa hồi trước thân thiết vậy mà tới lúc đi xa cũng hỏng gặp được nhau do không gặp chứ đâu phải không thể đâu chị ừm đứa nào cũng cứng đầu hết, biết vậy hồi này chị kêu tụi kia chói hai đứa lại với nhau chừng nào tới giờ đi thả ra. Ha ha chị mà chói lại có khi hân nghỉ đi luôn là công cốc. Chị thấy khó chịu lắm, tự nhiên góp phần chia rẽ người khác, lo nó qua bên cô đơn một mình hồng biết sống có vui không nữa. Rồi cô ấy sẽ có bạn bè mới, cuộc sống mới mà, xứ lạ quê người bước đầu qua ai cũng buồn nhưng Hân sẽ nhanh chóng thích nghi thôi, tính tình Hân mọi người cũng rõ mà. Hy vọng vậy chị lo quá. Tôi mỉm cười cầm ly cà phê lên uống một ngụm, nói cho sướng miệng vậy chứ lòng tôi cũng lo đâu có kém gì chị Thủy. Chỉ mong em sẽ luôn mạnh mẽ, gai góc như lúc còn gần tôi để vượt qua quãng thời gian khó khăn này. Vậy bữa nào chị tập hợp tụi nó lại nói hết mọi chuyện minh oan cho hai đứa nha. Thôi, em nghĩ không cần, rồi chuyện đến tai Hân, cô ấy lại thêm suy nghĩ nữa. Hồng lẽ để hai đứa mang tiếng hoài, gặp nhau chửi rùa kiểu này sao sống nổi Em không quan tâm cho lắm Ai nói gì là chuyện của họ, em chỉ làm phần việc em muốn làm Ai hiểu được thì hiểu không thì thôi, dù sao em cũng quen với việc này rồi Chị hiểu tính em, nhưng em không quan tâm bản thân em thì cũng phải nghĩ cho con này Nó là con gái, hồng lẽ em tính để mọi người mắng chửi ngân hoài sao Tôi trột dạ nhìn sang ngân, cố chấp, và cứng đầu quên mất trong chuyện này ngân cũng là người thiệt nhất chị này em hồng sao mà mày để yên chị nói chuyện bộ mày tính nghỉ chơi với tụi trong nhóm thiệt hả nè chưa tới tay má mày bà mà biết là đi khỏi nhà luôn nha con quỷ được rồi ngân tôi nhìn ngân mỉm cười gật đầu rồi quay qua nói với chị thủy ừ chị nói đúng em quên mất tiêu còn ngân nữa thôi chị tranh thủ nói chuyện với mọi người cũng được nhưng chị dáng nhờ mọi người giữ kín việc này nhất định không để hân biết được không ừm vụ này cũng dễ thấy tụi nó nhốn nháo vậy chứ chuyện nào đáng giữ là tụi nó kín miệng lắm đứa nào nói cho con hân biết chị cắt lưỡi luôn cho em coi nói chứ chuyện nào tốt cho bạn bè ai nỡ phá đám đâu em lúc em với con thi quen nhau cũng có đứa nào lộ chuyện cho em biết đâu đúng không chị thủy nhỏ ngân vội kéo kéo tay chị thủy nhắc nhẹ biết mình vừa lỡ lời chị thủy nhẹ nhàng xoay xoay ly nước trong tay chị lỡ miệng em đừng giận chị nha minh trời chị cứ nói bình thường em không buồn chuyện đó lâu rồi yên tâm thiệt không bộ em hỏng giận con thi chút nào hả thiệt lúc đầu biết chuyện cũng sốc lắm nhưng nghĩ thông rồi em không quan trọng chuyện đó hơn nữa em vẫn trân trọng cô ấy như bình thường em tốt quá chàng trai không cần khen em làm gì em nghĩ sao thì nói vậy có thể mục đích hay bản chất ban đầu cô ấy đến với em không vô tư như em nghĩ, nhưng cách cô ấy đối xử, tình cảm, sự chăm sóc cô ấy dành cho em rất tốt, rất thật. Em nghĩ mình chẳng có lý do gì mà giận hay quên cô ấy. Không phải ai cũng nghĩ được như em đâu. Thôi vậy chị cũng mừng, coi như em nghĩ thông suốt con nhỏ bên kia chắc cũng dễ chịu hơn. Em đừng lo lắng cho nó nữa, anh Quang hiểu chuyện lắm, chắc chắn anh Hồng đổi sự tệ với Thi đâu. Nghĩ lại điểm chung của em với anh đó là hiểu chuyện và vị tha con nhỏ đó coi vậy cũng tốt phước thiệt mừng cho nó chị thủy như đang mỉm cười nhẹ nhõm không ai nghĩ một người có vẻ ngoài sắc sảo có phần ăn chơi như chị lại luôn luôn chu đáo lo lắng cho người khác nhiều như vậy có lẽ vì là người lớn tuổi nhất trong nhóm là đàn chị đi trước nếm trải đời nhiều hơn mà cảm thông lo lắng cho những đứa em nhỏ bất giác tôi lặng người đi để tự hiểu rằng nếu không vì thi vì mình thì cũng vì những câu nói này của chị thủy mà nhẹ lòng đối với em Ý quên nãy giờ lo nói chuyện quên hỏi tới bé này. Ai mà đẹp quá vậy nè Minh. Chị Thủy vui vẻ chỉ sang chị, cái người này giờ tôi cũng quên mất tiêu đang ngồi kế bên ôm lây bắp tay ngả đầu lên vai tôi. Cả buổi đứng ngồi ngoài sân bay chắc chị cũng mệt lắm. À, đây là Phương, chị của em. Phương hả? Ừm chị nhớ rồi, tụi nó có hay nói tới tên Phương, giờ mới gặp được Phương nha, xinh đẹp quá. Hi hi chị ngồi thẳng dậy mỉm cười nghe có người khen xinh đẹp là cái mặt tươi tỉnh ra liền nè bộ mệt lắm hả bình thường nói nhiều lắm mà sao nãy giờ ngồi im du vậy chị hồng mệt tại nhóc nói để nhóc tự giải quyết chuyện của nhóc chị sẽ ngồi im mà hi hi thấy chị ngoan chưa chị chấp chấp mắt đưa mặt sát vào tôi nhìn lúc nào chị cũng thích như vậy tôi thì quen rồi nhưng mọi người xung quanh thì khác với kiểu chị nhìn mỗi lần nói chuyện với tôi chị thủy kéo kéo tôi lại gần ghé tai nói nhỏ nè hai đứa có thiệt là chị em không vậy ờ ờ thiệt tôi gật gật đầu xác nhận chị thủy với nhỏ ngân vẫn nhìn nhìn tôi và chị bằng ánh mắt nghi ngờ tôi đành phải đánh trống sang chuyện khác không biết chừng nào hân tới chị ha khoảng trưa mai hân nó nói còn phải quá cảnh ở hàn quốc rồi mới sang mỹ dạ hèn gì lâu vậy nào giờ em chưa đi máy bay bao giờ nên hỏng rành ừm có gì nó qua tới đó chị cho em hay còn lo lắng nhiều quá ha bạn bè mà chị đứng có nói từ bạn bè ra em ơi nhìn mặt em cũng biết rồi nè chàng trai coi vậy cũng đa tình lắm nha dạ thì khỏi chối vô ích hồng tin em hỏi hai người này coi nhỏ ngân chỉ nhìn tôi mỉm cười còn chị thì cười khúc khích ôm ôm bắp tay nhìn tôi thấy chưa ai cũng thấy tính xấu đó của nhóc kìa vậy mà xấu gì hứ ừ, siêu xấu xa ờ xấu ngồi kế chi để quản lý tên hư hỏng nhóc chứ chi hi hi có vẻ như sự hiện diện của hai người kia không làm chị thay đổi cách nói chuyện cách thân thiết tự nhiên với tôi đôi khi người đối diện không hiểu sẽ cảm thấy ngại vì điều này anh phong đã từng nói chị là người điển hình cho cung sư tử mọi thứ xung quanh đều không bao giờ ảnh hưởng đến cách chị đối với tôi cách chị nhìn tôi nói chuyện với tôi tôi chột dạ anh phong đi rồi hình như tôi đang rơi vào vai trò của anh đối với chị tôi thở phù ngao ngán khi trong đầu hiện lên viễn cảnh tôi quen hay yêu bất cứ ai chắc cũng phải hỏi ý kiến xem chị có chấp nhận người đó hay không nữ hoàng có khác quyền lực tuyệt đối một cách kỳ lạ và siêu vô lý nè nghĩ gì đó đang nghĩ xấu về chị hả đâu có hứ ừ. nhìn mặt nhóc là biết không có mạc buông ra coi buông ra làm cái gì vậy có người ngoài kìa hi hi cho chết tôi chỉ biết nhìn hai người còn lại nhún vai ra vẻ bó tay với chị mới thấy ngoan ngoãn ngồi im cho tôi nói chuyện tự nhiên chị thủy đụng tới chị chi cho tôi giờ khóc giờ cười thế này ngồi nói chuyện thêm một chút thì chị thủy với nhỏ ngân nhận điện thoại của chị hai hân nên chào tôi đi trước tôi không đi bởi vì tôi không có ý gặp lại chị nhỏ tôi đưa chị về nhà rồi trở về quán làm việc sớm cảm thấy cuộc sống có một chút lạ lẫm không có ai để đón đưa đi công vec cái bàn ở góc quán cũng không có gương mặt quen thuộc nào hay ngồi mỗi lúc tôi làm việc từ trước đến giờ chỗ tôi làm ngoài em ra thì chỉ còn một mình nhỏ hân là hay đến ngồi chơi mỗi lúc không phải đi làm Chị thì ngược lại với họ, muốn gặp tôi chị chỉ cần gọi một tiếng là tự tôi phải tranh thủ thời gian vác mặt qua cho nên nhỏ hơn đi rồi, đối với tôi quán cũng vắng vẻ hơn. Tan làm, ông Kha lại bày trò nhậu nhẹt với mấy người nhân viên ở quán. Hôm nay tôi tham gia ngồi chơi nghe mấy ông chém gió và uống một hai ly, bình thường tôi không uống nên giờ ông nào cũng nhìn tôi lạ lẫm. Nay con gì cắn mà mày uống dữ vậy thằng kia? ông Kha cầu nhào, tôi chỉ cười cười không nói gì. Ông hỏi thì hỏi vậy chứ chuyện nhỏ hơn đi xa ông cũng biết nên không nói thêm gì. Đến khi người tôi nóng bừng, cảm giác hơi men dồn lên đầu tôi mới ngừng uống ngồi chơi không. Đang ngồi chờ bay bớt mùi bia mới về thì chị gọi điện thoại. Nhóc nghe nè. Nghỉ uống qua đây nhanh đồ hư hỏng. Hả, uống gì đâu mà nghỉ. Hứ, đừng hòng giấu chị, anh Kha nhắn tin nói chị biết nè, nhóc qua đây nhanh đi, cho nhóc 30 phút, hổng thấy là chị qua đó xử lý á. Tôi ngơ ngác nhìn qua ông Kha, cha trả cái ông lùn này trở thành tay sai.